kè rồi. Đây chúng ta thấy những nhà dân đó, họ luôn luôn có cái trái nhà ở phía sau trực tiếp ra sông, dạ trực tiếp ra sông, và họ sử dụng chính cái ngọn con nước này luôn các chị nha. Dạ. À, nhà mình bắt đầu tới đây là chúng ta sẽ trực tiếp bước vào trong khu vực của chợ nổi, và chúng ta sẽ thấy những cái xuồng máy nhỏ đó họ sẽ cập vào mạng xuồng của chúng ta. À, thứ nhất là gì ạ? Đây là những cái xuồng mà họ bán những cái loại gọi là dịch vụ, à, tức là nước uống nè, thức ăn nè, các anh chị chúng ta, nếu như chúng ta gọi là không có gọi là để ý về vấn đề vệ sinh một tí, chúng ta tự thưởng thức cái không gian của chúng ta ăn uống ở trên sông như thế nào các chị nha. Yeah. Và đặc biệt nhất là ha, các anh chị chúng ta lưu ý là đừng để tay bên ngoài các chị nha, đừng để tay bên ngoài nha. Rồi đây, ở đây người ta sẽ bán những cái sản phẩm của họ với một hình thức bán lẻ. À, còn những cái ghe lớn, những cái ghe bầu lớn thì các chị thấy là người ta sẽ bán với hình thức là bán sỉ hay gì ha. Và các chị thấy những cái ghe bầu lớn người ta sẽ treo một cái cây tre phía trước. Dạ, nhìn một cái tre phía trước, người ta gọi cái tre này là cây bẹo nha mình ha. Dạ. Và cái tre này á, họ sẽ treo những cái gì trên đó, đó là những thứ mà họ bán. Dạ, cái chuyện ha, những thứ mà họ bán, và những cái gì mà họ bán họ treo lên cái tre phía trước gọi là cây bẹo mình nha. Rồi, giờ nhà mình trải nghiệm cái cách giao thương ở tại khu vực chợ nổi nha. Có những cái gọi là cây bẹo và ở phía trước của thuyền nha. Có những cây mà nó cắm sau thuyền á, treo những thứ không bán nha các chị ha. Nó là vườn gà và nó là phơi. Trên đây có những cái câu người ta gọi là có những thứ treo mà không bán, mà bán mà không treo. Nhà mình thấy ha, ví dụ như có những cái ghe bầu mà người ta treo một cây bẹo, mà người ta treo rất là nhiều cái sản phẩm, tất cả những sản phẩm này họ đều bán các chị nha. Cái trong này nó là cái quả, nó không giống quả ngoài mình ăn, nó quả nó sẽ không có một cái quả. Này chúng ta thấy là vẫn còn một số cái nhà bè họ đã quen sinh sống trên sông nước rồi các chị ha, cho nên là họ ở suốt trên đây luôn. Và chúng ta cũng đang giữ lại những cái gia đề này để làm cái mô hình để cho các du lịch quyết định đã làm tốt sống trên sông nước trước đây của người dân miền Tây Nam Bộ thời như thế nào nha các chị ha. Rất là nhiều đặc sản. Tí nữa thì xuồng của chúng ta cũng sẽ ghé vào trong một cái nhà bè ha, để chúng ta bước lên trên bè, chúng ta thử cái cảm giác trên bè, trên nhà bè nó như thế nào ha, và cũng như chúng ta sẽ trải nghiệm những cái sản vật địa phương ở tại đây nha. Nhà mình có muốn mua gì thì chúng ta hỏi nha. Hỏi giá nha. Hôm qua khi chúng ta đến khu du lịch Ông Đề, các chị có thấy một cái điều lạ khi mà MC lúc nào cũng giới thiệu với các anh chị, đó là chúng ta sẽ tập trung 12 người thôi. Dạ, đúng rồi. Tại sao không phải là tập trung 10 người cho lê phương vụ đường, chúng ta sẽ kêu là 10 người cho nó chặn đúng không ạ? Nhưng mà các bạn MC đó vẫn nói là tập trung 12 người cho nó chặn đúng không ạ? Dạ, tại vì ở miền Tây chúng ta đó, cái chục á, họ không phải là 10. Miền Tây chục á, ở đây là 12 cái gì nha. Có khi nó là 16 và 18 luôn kìa. Cho nên tại sao mà bạn MC đó lúc nào cũng nói cái gì tập trung 12 người đúng không ạ? Tại vì người dân miền Tây vẫn quen sử dụng cái chục là 12. Cái chục là 12 ha. Đây chúng ta thấy những cây bẹo mà những cái bẹo đó, những cái ghe bầu lớn á, người ta sẽ treo những cái bẹo đó. Thì trên cái bẹo đó treo cái sản vật gì thì đó bằng cái sản vật đó. Và đặc biệt thì ở đây đa phần là nông sản các chị ha, đa phần là nông sản nha. Không có hải sản đâu, thô mực gì không có đâu nha, thô mực treo ở phía sau là không có bán nha, hiểu không ạ? Đó phía sau mà treo thô mực lủng lẳng là không có bán nha.
tại vì á là thường những cái ghe bầu này á là người ta sinh sống trên ghe luôn. À, bởi vì đóng được một cái ghe này thì gần như là cả một cái tài sản của người dân trên miền sông nước. À, do vậy thì người ta sinh sống trên ghe luôn ạ. Rồi là bệnh đấy. Em chưa ăn gì cả, uống được cái này. Đây gọi là bệnh. Mình dồn hết qua một bên, tất nhiên tàu khó di chuyển lắm ạ. Mấy chục lần ghế cà phê đậu này. Rồi, à, hiện nay buổi sáng chúng ta không có muốn tắm sông nữa nha. Ngày qua tắm đủ rồi. Dồn qua hết một bên, đã ngồi tắm sông hết đấy. Giống như là cái ghe này mình thấy là họ có nhiều loại á, là có bao nhiêu loại là họ treo tất lên trên cái đèo hết nha. À, có bao nhiêu loại là họ sẽ treo hết bao nhiêu loại trên cái đèo đó. À, có dưới sữa vàng nữa kìa, dưới sữa vàng nha chú. À, nhà mình thưởng thức cái trái đó chưa? Uống sữa hoàng kim đấy. À, mưa rồi thì chúng ta cứ đóng bịch em về thôi. Anh chị nào mà bay Việt Nam Airlines chúng ta vẫn có hành lý xách tay mà. Trái cây không có mùi nặng như là sầu riêng hoặc măng cụt vẫn xách tay được nhé. Thế thì đóng tổng thùng lên thôi. Nếu mà mua là đóng lên thôi. Chung chung phải đóng đá, không là nó đen. Đóng đá thì tí người 20 cân là bao nhiêu đâu đó. Thì đấy thì phải đóng đá. Đi uống sữa đậu không? Về uống đá hỏi mùi đó. Đá cho em một viên đá vô đây. Em thêm ly đúng không? Em thêm uống không? Có tiền một ly. Em sợ những cái hộp nào hai người trùng một cung đủ. Em đợi chết. Em cứ bán luôn.
Ở trong này là mình dùng từ là gọi là trái trái cây. Nhìn một cái cây á là người ta sẽ nói là trên cây là có bông hay có trái, còn ngoài mình gọi là hoa quả. Cho nên là em hay hỏi mấy anh nam á, tại vì người miền Nam nói là mình phải để ý cái từ ngữ, nhiều khi nó có những cái hàm ý riêng. Ví dụ như em hay gặp mấy anh nam anh nói là nhìn cái cây anh thích bông hay thích trái. Thích bông hay thích trái là thích trái hay thích bóng á. Các chị chúng ta thấy là nó không còn đông đúc như trước đây các chị ha. Bởi vì hiện giờ thì bây giờ ở Cần Thơ này á các chị, đường xá nó thông thoáng hết rồi, tàu nó có đầy đủ hết rồi, cho nên là tất cả những cái sản vật ở đây á, người ta giao thương á, người ta lên chợ hết các chị ha. Và hiện nay cái hình thức này á đang được chính quyền chúng ta giữ lại và để nó trở thành là một cái hình thức du lịch thôi. Cái này chỉ là chợ du lịch thôi các chị ha, chứ nó không còn cái hình thức giao thương như trước đây nữa, nó không có sầm uất, nó không có đông đúc như trước đây nữa các chị nha. Rồi bây giờ thì chúng ta sẽ lên một cái nhà bè trên đây nha các chị nha, để chúng ta trải nghiệm và cũng như là chúng ta tham quan những cái mặt hàng họ bán nhiều hơn ở trên đây. Ở trên đây thì ở đây là cái cơ sở này họ có cái loại hủ tiếu khá là đặc biệt. Bởi vì họ làm từ những cái loại gọi là hương liệu khác đó, cho ra màu sắc rất là đặc biệt nha. Nhà mình lên nghiên cứu ha. Và ở trên đây họ bán rất nhiều các loại khô đặc trưng của miền Tây sông nước. Nhà mình có nghe cái vụ ngữ chân dài đó. Ở đây là các bạn lên đây thì bạn sẽ giới thiệu rồi xin mời các bạn nha. Đồng giá 50k. Kẹo xem cũng đi rồi cái bánh dừa này rất là ngon, nhà mình có thể mua một ít để đây là bánh hủ tiếu ngọt cho cô chú ăn vậy. Bánh hủ tiếu ngọt à, cho cô hai một rồi nhà mình có thích thì nhà mình mua một ít ăn thử ăn chia nhau mà đây một hộp. Chị làm mua thêm đi. Rồi cho thiếu đây bạn. Đây là sữa dừa, sữa dừa con. Dạ, 35 ngàn ở trong những đậu xanh với dừa gái. Không phải là xôi mà là cái
bánh hủ tiếu. Làm cái này cho em được. Dạ, rồi để em làm ra cho chị đây. Bánh hủ tiếu. Bánh hủ tiếu ngọt nha cả nhà. Đây là cái bánh này nè. Nó chứng kiểu là của mình nhá. Đây gọi là bánh hủ tiếu. Vậy đâu nhỉ? Em đang giới thiệu với mọi người. Ra đây, ra đây mua cái này. Chị thị với mọi người đây là bánh hủ tiếu ngọt. Lấy tiền. Mua cho con một hộp nhá. À, cái kia một hộp này có nào không? Hộp này của cô bên đây. Rồi lấy hộp sao ra kìa. Mấy nghìn nữa. Để mua cái này. Rồi, của bạn gái. Bao nhiêu nhờ? 35. Từ từ mới đến giờ. Cảm ơn chị đẹp. Dạ, đây là bánh hủ tiếu ngọt. Bánh hủ tiếu ngọt. À, người ta làm bánh hủ. Cái này là cái gì nhỉ? Hủ tiếu chiên. À. Đây mua lắm lắm. Mua về bà già. Chiên. Làm biến không? Chiên chiên đúng không? Cái này là ăn liền hả? Anh ơi, bánh này có vẻ có thể ăn luôn à? Bây giờ chiên sẵn rồi. À, chiên sẵn rồi. Mẹ ăn thôi. Ngày nào mình ăn thử ra. Cái này mày làm như thế nào để ăn? Em về cũng giống như là đồng mì thôi. Em về em trộn một chút. Rồi sau đó mới lại trộn một bèo với lại các loại. 27.000 một hộp. Ăn được. Con mình thích mà. Thôi giờ mình các bạn vô đi vào trong đó nha. Các bạn vô. Mỗi người tặng bao nhiêu? Mỗi người tặng một à? Chị ăn này à? Ăn không nhỉ? Hả? Ăn gì? Chị ơi. Mì nấu ấy. Anh tám con rồi đúng không? Anh tám nè. Nấu cái gì? Em lấy em gầm gầm kiếm bạn nào nữa gầm gầm đủ cả lặn. Mày. Ai mua nữa gầm gầm nữa. Em mua mấy? 4 đúng không? 5 là 9 đúng không? Dạ là con cái gà bầu con cháy á. Bây giờ cứ đưa vô đây. Anh gặp vô to. Gần như là cơm cháy. Gần giống như cơm cháy. Cho chị cái sọt. Sọt hả? Cái này là phải rán lên đấy nhỉ, như kiểu từng tôm ấy. Nấu á. Cái này là rán lên hả? Hôm nọ mình được ăn cá này rồi. Ôi nón đẹp thế nhỉ. Bao tiền một cái nhỉ? Cá điêu hồng 420.000 cơm cháy. Con mình thích ăn 75.000. Bánh nướng dừa. Bánh nướng dừa được ăn rồi. Cá rô đồng, cá sạch đồng. Em chào hai người, hai ca người đang xem. Em đây chợ nổi cái răng ở Cần Thơ mọi người ạ. Sáu Tâm, đường Thốt Nốt.
Cái này là cái gì vậy? U là trời ơi. Ngon không chị? Được. Một chảy này, một chảy này, hay một khối này. Mặn ngọt vừa. Hơi lạ vị so với mình. Sợ lên máy bay họ không mang cho, mang đi về em ạ. Đây nha cả nhà ơi, đây là cái chi ở. Đây là cái chảy. Cái chày trong đầu mình lại nghĩ nha. Em đừng nghĩ gì nhá, cứ nghĩ là nó là cái chày mà không được nghĩ lung tung. Cái chày để giá. Mua một cái. Cái để lăn đầu. Ôi trời ơi. Lăn á. Ui. Lăn đầu. Ôi trời. Giờ mới thấy. Kia. Anh. Cái bật bia đấy. Mua lên mấy cái cối về mày giá. Đúng rồi đấy. Kẹo dừa. Dừa sấy, kẹo dừa. Kẹo dừa giòn. Bao tiền một gói này nhỉ? 50.000 một gói. Chị ơi, đấy, cái nào ngon đấy? Cái kinh nghiệm cuộc đời 50.000. À đây, em sẽ thử về con. Mỗi người thích kiểu gì? Con em rất là thích kẹo dừa nhưng mà... bán ở đâu ấy chị ạ? 50.000 hai gói kẹo. Con trai tớ rất là thích ăn nhưng mà loại này có vẻ là có ngon hơn này. Còn là giòn, sô cô la. Thôi để cho chị nó quên rồi, đấy quên, cô đã chị nhất luôn. Thôi à, hôm nay mình đi trải nghiệm mà thử mọi người nhé. Hẹn gặp lại mọi người ở video sau nhé.